Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Ukraine bắn cháy thêm tàu chiến của Nga. Theo Hải quân Ukraine, sau khi tàu chuyển quân Ort của Nga bị phá hủy, các tàu đổ bộ khác của Nga cũng bị tấn công. Qua đó rõ ràng nhằm phá hoại đường tiếp tế của những kẻ tấn công. Trong khi đó, lần đầu tiên NATO đã thảo luận về việc chuyển giao tên lửa chống hạm cho Kiev. Đây là hình ảnh tàu chiến của Nga bị phá hủy tại cảng của Ukraine. Các lực lượng vũ trang của Ukraine cho biết họ đã tấn công các tàu chiến khác nhau của Nga ở cảng Berdyansk bị chiếm đóng. Bộ Tham mưu Ukraine tối hôm đó cho biết trên trang Facebook rằng họ đã phá hủy tàu đổ bộ Stanov của Nga và làm hư hại các tàu đổ bộ như Kasa và Kuninov. Hải quân Ukraine trước đó cũng thông báo rằng họ đã phá hủy tàu chở quân Ox. Giao tranh ác liệt cũng tiếp tục diễn ra trên đất liền. Hình ảnh từ cảng cho thấy một tàu chiến lớn của Nga đang bốc cháy dữ dội. Các tàu khác vội di chuyển khỏi nơi đang diễn ra thảm họa. Những thiệt hại khác của Nga vẫn sẽ chưa được làm rõ. Hải quân trước đó cũng đã chia sẻ hình ảnh cận cảnh của tàu chở quân Ost và hai bức ảnh chụp từ xa về một con tàu đang bốc cháy ở cảng Bayrest. Không rõ đây có phải là tàu Ost hay không. Tuy nhiên, điều này đã gây chấn động khắp nơi vì hải quân của Nga đã bị đánh đắm kể từ sau Đại chiến thế giới lần thứ hai. Đây là hình ảnh chiếc tàu chở quân Ost của Nga đã hiện diện trước đó ít ngày ở cảng Ukraine. Tàu Ost đã đưa xe tăng tới Ukraine, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin vào ngày 21 tháng 3 rằng tàu Ost là tàu đầu tiên của hạm đội Biển Đen ghé cảng Berdyansk của Ukraine bị chiếm đóng. Một sĩ quan hải quân Nga được trích lần lên rõ rằng sự xuất hiện của tàu đổ bộ lớn này là sự kiện quan trọng mở ra cơ hội hậu cần ở Biển Đen. Theo đó, tàu Ost có thể vận chuyển tới 1.500 tấn hàng hóa và đưa các xe bọc thép tới Ukraine. Berdyansk nằm ở phía tây nam của thành phố Mariupol, ven biển Azov, nơi đã bị bao vây trong nhiều tuần qua. Thành phố cảng nhỏ hơn này, giống như Cherson, xa hơn về phía tây, đã bị quân đội của Nga chiếm đóng ngay sau khi bắt đầu cuộc tấn công vào ngày 24 tháng 2 vào Ukraine. Tình báo quân đội của Anh cho biết cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu có giá trị cao cũng đã phá hủy một kho chứa đạn dược của quân Nga. Đây là một phần quan trọng trong chiến lược của Ukraine nhằm vào các đường cung cấp dễ bị tổn thương của Nga khắp nơi tại Ukraine. Đây là hình ảnh quân Nga xâm lược bị tấn công trên mọi đảo đường ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh thì cho biết người Ukraine sẽ tiếp tục tấn công các cơ sở hậu cần tại các khu vực do Nga nắm giữ. Điều này sẽ buộc quân đội Nga phải ưu tiên bảo vệ chuỗi cung ứng của mình và sẽ tước đi nguồn bổ sung rất cần thiết cho các lực lượng vũ trang của họ. Tên lửa chống hạm cho Kiev cũng được cân nhắc. Đó là hôm thứ Năm, Hoa Kỳ và các đồng minh lần đầu tiên lên tiếng về việc chuyển giao tên lửa chống hạm cho Kiev tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của NATO ở Brussels, Bỉ. Tuy nhiên, theo đại diện cấp cao của Mỹ, các chi tiết kỹ thuật vẫn chưa được làm rõ. Trái lại, đã có sự nhất trí về việc cung cấp thêm tên lửa phòng không và tên lửa chống tăng cho Ukraine, được cho là đã làm chậm đáng kể cuộc tấn công của quân xâm lược Nga vào Ukraine trong thời gian vừa qua và đưa đến cái chết của hơn hàng chục ngàn lính Nga, cũng như rất nhiều tướng khác nhau. Đây là hình ảnh NATO tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, vào hôm thứ Năm, các nhà chức trách Ukraine cũng đã thông báo về các cuộc không kích chết người mới của Nga ở Kharkov và vùng Lukhansk ở phía đông đất nước. Theo thông tin chưa được kiểm chứng, thì bom phốt pho cũng đã được sử dụng. Bộ Tham mưu cho biết trong đêm rằng những người chiếm đóng đang cố gắng tiếp cận biên giới ở các khu vực như Donetsk và Lukhansk, nhưng không thành công. Cả hai khu vực này đều nằm trong tay của lực lượng ly khai thân Nga kể từ năm 2014, khi đó Nga đã lấn chiếm và chiếm đảo bán đảo Crimea của Ukraine. Sau báo cáo về việc Nga rút quân về phía bắc của thủ đô Kiev bị bao vây, Bộ Tổng tham mưu cho biết trong báo cáo mới rằng kẻ thù đang cố gắng nối lại các hoạt động tấn công về phía các thành phố Provi và Provis để phong tỏa Kiev từ phía đông. Đây là hình ảnh các tướng lĩnh của Nga bị bắn chết tại Ukraine ngày một nhiều. Theo báo cáo thương vong mới nhất của Tổng thống Ukraine Zelensky,
hàng ngàn dân thường, trong đó có hơn 120 trẻ em đã thiệt mạng trong tháng đầu tiên của cuộc chiến. 6,5 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa của mình để di tản đi nước khác, đặc biệt là sang các nước châu Âu. Kính mời các bạn xem bản tin Putin ra tay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu mất tích. Tình hình chiến sự ở Ukraine ngày một khốc liệt. Tổng thống Nga Putin hiện nay đang đối phó với thủ trong giặc ngoài, bởi bản chất là cuộc chiến phi nghĩa nên thế giới chống lại Putin là điều mà ai cũng có thể nhận thấy. Đấy là bên giặc ngoài. Chính vì hành động này của Putin mà các cường quốc kinh tế bao gồm Mỹ, phương Tây đang siết chặt vòng vây cấm vận kinh tế với Nga, làm cho nước này chìm sâu trong khủng hoảng. Việc phát động cuộc chiến tranh phi nghĩa tại Ukraine cũng làm cho hàng vạn binh lính bỏ mạng vô ích ngoài chiến trường. Đây là nỗi đau vô cùng lớn đối với những gia đình quân nhân của Nga. Nếu là người có lương tri thì không ai ủng hộ cuộc chiến này cả. Trong bộ máy chính quyền của Putin, chắc rằng cũng có rất nhiều người không đồng tình cuộc chiến này. Tuy nhiên, vì nhiệm vụ, họ vẫn phải làm những gì họ mong muốn, không mong muốn. Người được cho là không ủng hộ cuộc chiến này là ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Một người đứng đầu quân đội mà không cùng chí hướng với ông Putin thì rõ ràng đây là cản lực lớn cho tham vọng xâm lược Ukraine của ông Putin. Hiện nay, các nước NATO và các khối châu Âu cùng Mỹ đang ngày càng tung ra những gói cấm vận với Nga. Và cũng theo nhiều nguồn tin từ báo chí quốc tế thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 11 tháng 3. Vì vậy, ông đã không được nhìn thấy trong 12 trong số 28 ngày diễn ra cuộc chiến ở Ukraine. Đây là điều rất bất thường, vì trong cuộc chiến này, vai trò của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là rất lớn. Đương nhiên, có lẽ thỉnh thoảng ông phải lên truyền hình để cổ vũ, nhưng điều đấy đã không diễn ra. Được biết, ông Shoigu thường rất tích cực trên các phương tiện truyền thông từ trước đến nay. Khi ông đến Bộ Quốc phòng, số lượng nhân viên trong ngành báo chí tăng lên rất mạnh và cơ quan này bắt đầu chú ý nhiều đến các hình ảnh của mình trước công chúng. Một con người có thói quen lên truyền hình như thế mà giờ đây đã mất hút 12 ngày thì là chuyện hết sức bất thường. Có chăng ông chỉ xuất hiện rất nhanh ở hình ảnh đâu đó rồi lại mất hút. Đây là hình ảnh kênh Fox News thông tin Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga mất tích. Các nhà báo điều tra Nga từ Barcelona đến các nhà báo khác đã nói trên tờ Pravda rằng từ trước ngày 11 tháng 3 thì ông Shoigu thường xuất hiện trên các thông tin gần như mỗi ngày. Và cũng có tin cho rằng trong số những người tùy tùng của ông Shoigu cho biết ông Shoigu có sức khỏe không tốt. Ông ta có vấn đề bị bệnh tim. Được biết, lần cuối cùng người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga xuất hiện trên bản tin là ngày 11 tháng 3. Có một đoạn video trong đó ông Shoigu trao giải thưởng nhà nước cho những người chiếm đóng Ukraine đã tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt là cách nói của Nga, và thực tế đây là cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Vào ngày 18 tháng 3, ông Shoigu đã được nhắc đến trong một tuyên bố trên trang web của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã thảo luận về tiến trình của hoạt động đặc biệt ở Ukraine, tức là xâm lược, với các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an. Theo báo cáo, Shoigu có mặt trong cuộc họp, không có video hoặc hình ảnh từ cuộc họp được xuất bản. Cũng theo những thông tin trên tờ báo Pravda, thì vào ngày 18 tháng 3, kênh truyền hình Channel One đã phát sóng câu chuyện về việc ông Shoigu trao giải. Chuyện kể rằng, sự kiện xảy ra vào ngày hôm nay, nhưng hình ảnh trong chuyện giống hệt một đoạn video đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng nước này vào ngày 11 tháng 3, tức là trước đó rất lâu rồi. Cũng theo các nhà điều tra, ông Shoigu không phải là người duy nhất mất tích. Kể từ ngày 11 tháng 3, không có sự kiện nào được báo cáo có sự tham dự của tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Sergei. Theo tình báo Ukraine, những người duy nhất có quyền lực ở Nga ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine là Putin và Shoigu. Tuy nhiên, việc ông Bộ trưởng Quốc phòng Nga mất tích đang dấy lên làn sóng cho rằng giữa ông và Putin đang có bất đồng nghiêm trọng. Đây là hình ảnh tờ báo Pravda cũng đưa tin về trường hợp ông Sergei Shoigu mất tích. Để có được vị thế độc tài, độc tôn ngày nay, ông Putin đã không biết bao nhiêu lần triệt hạ đối thủ chính trị của mình, mà đặc biệt là với những phương thức rất mờ ám. Hơn 22 năm trước,
khi đó ông Putin mới lên cầm quyền là giai đoạn ông ta không được thế lực vững chắc như bây giờ. Khi đó, các tài phiệt về năng lượng, tài chính nắm bắt một lượng lớn nguồn tài nguyên, chiến lược của nước Nga. Họ sở hữu quyền phát ngôn, đóng vai trò chủ chốt trong các hoạt động định hướng dư luận. Trong khi đó, cơ quan chính phủ lại khá mềm yếu và bù nhìn. Mặc dù khi đó ông Putin là ứng cử viên được người tiền nhiệm là ông Tổng thống Yeltsin nhắm tới, nhưng trong môi trường tài phiệt điều hành chính trị, quyền lực Tổng thống của Putin cũng bị hạn chế đi rất nhiều. Các nhà tài phiệt Nga được biết với tài sản hàng chục tỷ đô la trong và ngoài nước, với việc mua sắm những du thuyền và biệt thự ở khắp nơi trên thế giới. Và để xây dựng trật tự, đẩy mạnh pháp chế, ông Putin đã yêu cầu các nhà tài phiệt xa rời chính trị. Tuy nhiên, các nhóm nhà tài phiệt có mẫu mặt với đại diện là nhà tài phiệt Mikhail lại thể hiện thái độ cứng rắn, quyết đấu với Tổng thống đến cùng. Tỷ phú này đã tài trợ cho phe đối lập, cáo buộc đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Điện Kremlin. Đến ngày 19 tháng 2 năm 2003, ông Putin khi đó là Tổng thống Nga ra lệnh tổ chức hội nghị liên minh các nhà doanh nghiệp thành công của doanh nghiệp Nga tại Điện Kremlin, mới diễn ra màn Tổng thống phản kích. Ông Putin đã dùng quyền lực tuyệt đối của người đứng đầu hành pháp đã khởi động cuộc điều tra vụ án liên quan đến công ty dầu khí Yukos vào tháng 10 năm 2014. Mikhail bị bắt trên máy bay tư nhân. Chờ đợi ông ta là mức án 10 năm tù giam và các nhà tài phiệt khác cũng lần lượt xa rời chính trường hoặc tháo chạy khỏi nước Nga. Đây là hình ảnh điệp viên Alexander bị đầu độc bằng polonium-210 tại Anh Quốc. Vào năm 2006, Litvinenko là một cựu điệp viên Nga đã chết sau khi uống phải chất phóng xạ polonium-210 trong trà của mình tại một khách sạn ở London. Nước Anh đã điều tra cái chết của Litvinenko và thêm đêm đó mà không thể kết luận nhà nước Nga có chịu trách nhiệm về vụ giết người này hay không. Đây là vấn đề chính trị và ngoại giao. Nếu kết luận Putin ra tay thì đẩy quan hệ giữa Nga và Anh trở nên xấu đi. Vào năm 2018, điệp viên Nga Sergei và con gái bị đầu độc giữa trung tâm thành phố Zabivus, tây nam của nước Anh. Cảnh sát Anh thu thập được hơn 240 nhân chứng và 200 bằng chứng, nhưng họ vẫn ngại công bố vì yếu tố ngoại giao và chính trị. Vào năm 2020, chính trị gia đối lập người Nga Alexander Navalny đang hôn mê tại một bệnh viện ở Siberia. Vào ngày 20 tháng 8, sau khi uống một tách trà mà người phát ngôn của ông nói là bà tin là đã bị tẩm thuốc độc. Được biết, ông Alexei Navalny là người chỉ trích gay gắt Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Navalny bắt đầu cảm thấy không khỏe khi từ Tomsk, Siberia trở về Moscow bằng máy bay vào sáng ngày 19 tháng 8. Ông lực cáng rời khỏi máy bay sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống Osh. Đấy là những gì mà Putin có thể làm. Có thể nói quyền lực càng lớn, con người càng tha hóa, càng độc tài và càng ác hơn nhiều. Với Putin thì không gì là không có thể. Không ai được sống nếu đe dọa đến ngai vàng của ông ta. Vì vậy, việc mất tích nhiều ngày của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu mới làm người ta nghĩ ra thuyết âm mưu theo chiều hướng như vậy.